Đi học mà không mặc đồ thì đây mua đồ đi ngoài luôn thì nắng. Thời tiết này nắng rồi thì không áo khoác đi đâu mày. Mấy này mẹ con đâu có áo khoác đâu đâu. Ủa không có áo khoác mà. Không có mua hai Bà. cái áo khoác chứ. Ủa mày để đâu con đâu có biết đâu. Ủa mày không biết này, không biết hỏi hả? Có miệng không? Nani? Đi ra đây. Mà mẹ để đâu con đâu có biết. Tao mới giặt mới phơi vào đây nè. Đâu? Đây. Thì ra thì nó ở đây. Đúng rồi. Nhìn đi, nhìn cái áo khoác đi. Người ta mới mua mới phơi. Áo nỉ. Chất liệu vừa dặn. Có thể là hả đi chơi nè. Đi chơi buổi tối về ấm nè thấy không. Còn đi chơi là trời nắng này là nên mặc những cái áo khoác dày dày như này nè. Nó sẽ đỡ có bị nắng áp vào da. Vải nỉ này được hai lớp ha. Lớp trong là lớp lông cào. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ mềm mịn. Rồi đi đi. Tiếp xúc với da cực kỳ mịn luôn. Hai mẹ cũng mua cho mẹ một cái nè. Màu xám và màu xanh. Hai cái màu này cực kỳ dễ phối đồ dễ mặc. Mà nó lại đẹp nữa. Mẹ mua cho con cái màu xanh, mua cho mẹ cái màu xám ha. Rồi cái áo khoác này nó hay ở chỗ nào, đứng bên này đi để mẹ nói cho nghe. Cái áo khoác này nó hay như thế nào nè, phải cho dây kéo, dây kéo đúc của Ikaka, một trong những hãng dây kéo cực kỳ lớn. Mẹ này mua đồ mẹ này tìm hiểu kỹ lắm, phải của dây kéo nào, từ dây kéo tới cái chất liệu vải phải được tìm hiểu rồi. Chị thấy dây kéo đúc không, bạn đúc to để phù hợp với những cái vải dày như là vải nỉ này thì cần có bạn đúc to ha. Đó còn những cái đường may như thế này là thấy không, chia ra từng phần sẽ tạo lên form áo rất là đẹp thấy chưa. Nhìn đi, đây là những cái nét may của người ta rất là đẹp ha, rất là gọn và nó cũng không có bị tua tua. Rồi tay áo thì có bao chui để giúp cho ôm cái phần tay của mình lại mà để gió nó không lùa vào nữa, bảo vệ cái phần tay cổ tay của mình ha, ôm lại cái phần cổ tay. Còn cái chỗ này là cái chỗ đút dây nè, cái dây nón, điều chỉnh dây nón đó, đút lại để mở ra cho phù hợp với gương mặt của mình ha. Và trên đây họ cũng sử dụng cái đường máy mà đẹp đây. Thấy chưa, còn nữa dây kéo Ikaka thấy không, thấy cái móc dây kéo mà đã thấy xịn rồi thấy không, thấy chữ Ikaka ở cái này nữa nè đó. Kéo lên cái xuống cực kỳ thoải mái này, dây kéo răng thôi. Dây kéo răng như là cái thật chắc chắn nha. Thường thường rất là ghét cái dây kéo mà nó không được bột mà nó dễ bị hư thì nó sẽ làm giảm cái độ bền của cái áo. Thì một cái dây kéo này thì không có là còn nữa nè. Áo khoác này có gì hay nữa, tủy tay của nó có một cái lớp đệm lót như thế này đó. Thứ nhất là tăng cái độ cử động của tay, làm cho bảo vệ cái phần quỷ gối của tay đây, rồi lại cái phần đệm này nó có phải dày hơn những chỗ khác không đúng rồi đó. nó dậy chân rồi mẹ ơi. Ừ, nó gia tăng cái độ và khuỷu tay khi mà mình có vô tình mình trúng cái gì đó ở khuỷu tay hoặc là mình trầy xước mình té nó cũng sẽ đỡ đỡ cái phần tay của mình hơn. Cái phần tay áo cũng có bao trùm lại nè, giúp ôm cái phần thân của mình ha, rất là đẹp. Nó bên trong nó còn có hai cái túi như này nè, thấy chưa, Wow. mặc dù là mặt trong thôi nhưng mà được mọi người may rất là kỹ lưỡng, từ đường may cho tới chất liệu vải nhìn nó rất là mịn. Cái vải nhìn mịn lắm, rất bông cào mà mịn thì mịn luôn, mịn lắm đó. Mặc mùa hè được, mùa nóng cũng được, rất là đẹp ha, gói mặt cũng đẹp. Mà có thể mặc cái áo này có là một cái quần đi chơi, quần short đi chơi cũng rất là xinh luôn, Dạ. cũng không hẳn là mình sẽ mặc áo khoác không. Cái áo này có mấy size nè? Áo này nó có 4 size nè, nhưng cái mẹ đang mặc đó là size S ha, trái mà mẹ đi con là size M, còn có size L nè, size XL nè. S, M, L, XL 4 size đủ cho tất cả. Với lại có viên mà shape như vậy mình mặc rộng một xíu cũng sẽ đẹp. Mặc quần jean nè hoặc là quần short đi chơi cũng rất là xinh ha. Có hai màu, màu sáng và màu xanh. Cực kỳ dễ phối đồ, rất là mịn. Còn cái này thấy không, con có thể mặc cái này là đi Đà Lạt hay là thời tiết lạnh hay là nắng, mình có thể mặc được là rất là dày rất là ấm ha.
Mẹ mày đi mà mày không mặc đồ mày chết mày như tao. Nắng nóng chết luôn. Nè, cáo này. Bố mà mày không mặc mày coi chừng tao á. Mặc đi, rồi ở trong đi, rất là dễ chịu với da của mình luôn, thấy chưa? Để con mặc thử nha. Đi học mà có phòng máy lạnh mặt cũng thoải mái nữa. Rất là mát, rất là ấm luôn. Nhiều luôn rồi mẹ ơi. Là lạnh thật bị phê. Lớp lông cào rất là đẹp. Sao mẹ không chịu đi cho con sớm? Làm da con đen hết mấy bữa nay đi học rồi nè. Mày có biết, mày có nói đâu sao tao biết. Bữa sau là hả, đi đâu cũng phải khoác cái áo này vô để đen người hết. Dạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Ê mẹ ơi. Bữa nào mẹ mua cho con thêm cái nữa nha. Chị. Để con cho con người yêu. Mày nha, suốt ngày yêu với Đương nha. Thôi rồi, mấy con chị. Hay quá ha, suốt ngày yêu với Đương. Cứu tôi, trời ơi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại bấm like và chia sẻ để lan tỏa những bài học bổ ích này. Chào bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.